Chào mừng em trở lại với kênh YouTube của Lăng Béo nhé. Như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ đến với 14 ngày tập tăng thể lực. Vậy thì bắt đầu nhé. Cái series này thì Đăng sẽ dành tặng cho những anh em mới còn yếu và chưa biết bắt đầu như thế nào. Thứ hai là Đăng sẽ dành tặng cho những anh em ở văn phòng ấy. Những người mà bận bịu cuối ngày muốn tập luyện một chút ý, thì sẽ rất phù hợp với anh em nhé. Cái series này khi mọi người tập luyện theo được một thời gian thì mọi người sẽ có một cái nền tảng thể lực để khi mà mình ra phòng tập ý, thì mình có cơ hội để mà tập luyện bình thường ý. Đang thấy rất nhiều anh em là chưa biết tập luyện gì cả, thể lực cũng yếu, xong rồi ra phòng tập không biết tập cái gì ý. Như thế thì rất khó khăn cho mọi người đúng không? Ngoài ra, ở trong cái series này ý, thì Đang sẽ chèn thêm một số những cái cử động cơ bản ý, những cái chuyển động để sau hỗ trợ cho anh em tập những cái bài quan trọng như là deadlift hay squat ý. Anh em cứ tập theo một ngày một thời gian thì mình sẽ quen cái vận động đấy. Khi đấy thì chúng ta sẽ tập những cái bài quan trọng rất là dễ nhá. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi 1 nhá. Vào bài này, buổi tập của chúng ta hôm nay sẽ chia làm 2 phần chính, mỗi phần lặp lại 2 lần nhá. Phần 1 của chúng ta sẽ có 3 động tác là chống đẩy, gập bụng và jumping jack tại chỗ này. Anh em nhớ là chúng ta sẽ lặp lại 2 lần cái combo này nhá. Trước khi tập thì chúng ta nên khởi động cho nóng các khớp. Đầu tiên anh em hãy push up trên lan can hoặc trên bàn 2 set 10 cái. Form ban đầu thì anh em cứ nhấp nhấp thôi cho quen, sau đấy thì xuống sâu hơn để đỡ đau khuỷu tay nhé. Thứ hai là hip hinge này, 2 set 20 cái. Bài này rất quan trọng để về sau bổ trợ cho deadlift nhé. Ngoài ra sẽ giúp cho anh em giãn cơ luôn cái cơ đùi sau, cả cơ mông nhé. Bài đầu tiên này, chống đẩy này. Chống đẩy, chúng ta sẽ chống đẩy trong 1 phút. Vậy thì anh em hãy cố gắng điều sức nhé. Đừng cố gắng chống đẩy nhanh quá, sau đấy thì lại bị hụt hơi. Thứ hai, nếu anh em nào còn yếu thì chúng ta hoàn toàn có thể chống đẩy bằng đầu gối nhé. Ở cái phần tập bụng này, anh em nên chú ý cái phần thở nhé. Đặc biệt là những anh em mới, chúng ta hãy gồng co xong rồi lên. Như thế sẽ đảm bảo anh em sẽ không bao giờ bị đau lưng. Ok, bài thứ 3 jumping jack này. Bài này thì chúng ta không phải nói nhiều về kỹ thuật rồi, nhưng mà những anh em mới không thể nào bật nhảy lâu được thì chúng ta hoàn toàn có thể bước chân sang hai bên như thế này nhé. Anh em nhớ phần 1 chúng ta sẽ làm 2 lần nhá. Xong phần 1, nghỉ ngơi khoảng 3 phút và tiếp tục đến phần 2 này. Phần 2 chúng ta sẽ có setup bài như sau. Ở cái bài nhảy dây này chúng ta sẽ có 2 lưu ý. Thứ nhất là đo độ dài dây, Đăng đã làm video rồi. Thứ hai là chúng ta nhảy bằng mũi chân, như vậy thì nhảy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều nhé. Nhảy dây xong thì squat luôn 20 cái, sau đấy lại nhảy dây tiếp 30 giây nữa, sau đấy thì lên lunge. Anh em nhớ là combo này tập 2 lần nhá. Như vậy là chúng ta đã xong buổi đầu tiên rồi đấy. Này, kết thúc buổi tập này thì anh em ban đầu ấy, đây là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ hơi mệt một chút, nhưng mà đừng nản chí nhá. Chúng ta sẽ cứ tăng từ từ dần những cái bài tập lên. Nếu anh em nào thấy nhẹ thì ok, mình cũng vẫn dừng lại. Còn nếu anh em nào thấy hơi nặng ấy thì buổi sau chúng ta sẽ cố gắng hơn một chút nha. Ok, dành cho những anh em mới tập này. Những anh em mới tập ấy, mà chưa thể thực hiện được đầy đủ một cái lịch tập như thế này ấy, thì mọi người đừng nản chí nhá. Chúng ta hãy tập cứ từ từ. Đầu tiên có thể 1/2 cái lịch tập như thế này, sau đấy lên 2/3 và cuối cùng là cả buổi tập. Bởi vì video là vẫn ở đấy đúng không? Anh em bất kỳ lúc nào cũng có thể dở là xem lại. Và mình hãy lựa chọn cái sức phù hợp với mình. Đừng để những cái buổi đầu ấy mà mình tập mệt quá, nó hụt hơi ấy, khiến cho anh em nản chí. Vậy thì chúng ta cứ tập ở mức độ ngày ban đầu nhá. Chúng ta sẽ tập ở những cái mức độ mà vừa phải thôi. Chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy rất ok
thì chúng ta sẽ tiếp tục đến những ngày sau. Ok nhá. Mục tiêu của chúng ta ấy, đấy là theo được 14 ngày. Vậy thì đừng để những ngày đầu mình dồn sức quá cho những ngày sau mình cảm thấy mệt mỏi và oải nhá. Ok. Ngày đầu cứ tập từ từ, chúng ta sẽ có khoảng 1 tuần đầu để làm quen với cái lịch này nhá. Series này cũng sẽ giống như series trước, Đăng sẽ hỗ trợ anh em một cái điều như sau. Đấy là Đăng sẽ in một cái bảng bao gồm tất cả bài tập này, số set và số rep theo yêu cầu này. Sau đấy thì anh em chỉ cần in ra thôi. Khi mà in ra rồi thì mọi người hàng ngày tập hãy điền vào đấy là mọi người tập được bao nhiêu cái, bao nhiêu thời gian và ghi chính xác cái tiến độ của mình nhé. Như vậy thì sau một thời gian dài mình tập theo cái lịch này, mình sẽ thấy là ê, mình đã tiến bộ rồi, thì là thể lực của mình đã tăng lên rồi, đúng không? Thế anh em nhớ là phải in lịch ra nhá. Nếu thấy video này hay và có ích thì anh em hãy like và subscribe kênh của Đăng Béo nhé. Ngoài ra đừng quên chia sẻ đến những người anh em, những cái ông mà chưa biết tập gì, đang kiểu bảo là mình muốn đi tập nhưng mình chưa biết tập gì, hay mình yếu quá không biết mình có tập gym được không, hay là em gầy quá thì em tập thế nào, hoặc là em béo quá thì em tập thế nào. Nếu mà mọi người chưa biết tập gì thì ok, chúng ta sẽ vào để tập thể lực để cho khỏe lên đã. Sau đấy thì chúng ta sẽ tập tăng cơ giảm mỡ sau nhá. Cuối cùng này, anh em hãy chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết cho mình nhá. Đa số trong cái series này thì mình chỉ cần một cái thảm này, một cái dây nhảy này, một cái dây kháng lực này và một cái que, thế thôi. Ok, sẵn sàng nhá, chuẩn bị vào bài nhá. Ok bạn ơi.